Một ngày đi sai chết của Lai. Xin chào các bạn đã trở lại kênh của Lai nhé. Là Lai đây mọi người ơi. Thì hôm nay Lai đi sai chết ở bên ngoài đấy, để chuẩn bị cho cái công đoạn làm lại cái showroom đó mọi người. Nào mọi người hãy cùng Lai ghé thăm Oxygen ở quận 2 nhé. Dạo này Sài Gòn nắng nóng có mọi người ạ. Đi ở ngoài đường một chút là cũng chảy mỡ luôn ấy. À mà Lai quay lại vấn đề chính nha. Trong những cái video trước Lai có dẫn mọi người đến đây tham quan một lần rồi ấy. Đó ở lầu 1 đấy mọi người. Nhưng bây giờ Lai sẽ lên lầu 2 để kiểm tra và sẵn tiện dẫn mọi người đi tham quan ở trên lầu 2 luôn nhé. Lầu 2 này có thiết kế là khá là đặc biệt đấy mọi người. Nào bây giờ hãy cùng Like lên thang máy và đi đến tầng 2 của Oxygen Retail nhé mọi người. À, Like xin giới thiệu lại một lần nữa về dự án Oxygen Retail Like đang đứng nhé. Oxygen Retail tọa lạc ở 628C xa lộ Hà Nội, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, tức là quận 2 cũ đấy mọi người. Và hiện tại có 3 tầng, tầng 1, tầng 2 và tầng 3 nhé. Và hiện tại mình đang đi đến tầng 2 của Oxygen Retail nhé mọi người. À, như Like có nói từ trước đấy là tầng 2 này có thiết kế khá là đặc biệt, có một cây cầu nói giữa cái showroom bên Lai và khối văn phòng ở bên kia đó mọi người. Thì bên kia nữa sẽ có một cái bức tường trang trí quật ạ, rất là đẹp, khá là đẹp. Và ở đây mà sống ảo thì khỏi chê nha mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy cái bức tường này nè. Tầng 2 ở đây nhé mọi người sẽ có là văn phòng nè, phòng tập gym nè. Đặc biệt ở đây có góp này đấy mọi người. Cái góp do Vina bên kia kìa là một cái nơi để mình có thể đến và thỏa sức muốn học cái bộ môn mới này nhé. À, với cái thiết kế khá là nổi bật tại thị trường thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, với thiết kế hiện đại và bốn mặt kính trong suốt tạo theo một không gian mở đa chiều và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên đấy mọi người. À, cái khu The Oxygen này được định vị là khu vui chơi giải trí của Thảo Điền đó. Đây là một cái khu vực mua sắm kiểu mới dành cho cộng đồng và với nhiều cái không gian sinh động và các khoảng xanh rợp mát từ tự nhiên đấy. The Oxygen truyền cái nguồn năng lượng tích cực cho mọi người và sẽ luôn được là thư giãn nhất với mọi người. The Oxygen trong tiếng Anh có nghĩa là không khí đấy mọi người. Vạn vật đều cần không khí để sống và để hít thở và cảm thấy tươi mới hơn. Thì The Oxygen là nơi hoàn hảo cho các đối tượng gia đình, đặc biệt là gia đình người nước ngoài sống trong khu vực Wonder Vista. Nói nãy giờ là cũng giới thiệu sơ cho mọi người về cái The Oxygen rồi, tức là Oxygen Retail đấy mọi người. Thì bây giờ Lai sẽ quay trở lại vấn đề chính là đi vào site check trong cái showroom để kiểm tra mọi thứ, để làm lại cái showroom đấy mọi người. Mọi người hãy cùng theo chân Lai đến showroom để xem thử là những cái cách bày trí trong cái phòng ốc nó như thế nào nhé. Mọi người có thể xem và lấy ý tưởng để trang trí cho nhà của mình nhé. À, nơi Lai đang đi đến là cái showroom của De La Son đấy mọi người. De La Son là một trong những cái dự án tọa lạc ở quận 4 đấy mọi người. À, mọi người có thể xem qua sơ cái scale model, tức là cái sơ đồ thu gọn của dự án để biết thêm thông tin về dự án nhé. Thì cái dự án này khởi nguồn từ dòng năng lượng của thành phố hội tụ về tất cả các thành âm nhạc của cuộc sống đấy, và được định hướng xây dựng từ ban đầu là căn hộ sang trọng và cao cấp đấy. De La Son được trang bị tiện ích nội khu vô cùng tương xứng. Dự án hoàn thành sẽ đảm bảo cung cấp cho cư dân sinh sống ở đây 50 cái tiện ích nội khu đó hiện đại sang trọng bậc nhất. Như De La Son sở hữu hàng loạt cái tiện ích được thiết kế tỉ mỉ nhằm mang lại cái sự thư giãn và hài hòa. Mọi người hãy cùng theo chân Lai đến những cái căn hộ nhé, những cái căn hộ một phòng ngủ, hai phòng ngủ, ba phòng ngủ nó như thế nào nhé, và thiết kế của những cái phòng ngủ đó ra sao. Mọi người có thể lấy ý tưởng từ đây để trang trí cho cái căn hộ của mình.
chỉ dừng đến đây thôi. Đừng quên nhấn subscribe để theo dõi những video khác nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Lai.